có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Sydney, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. VietTV Australia xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chứng hôn nhân đầu tiên của người Việt tại Úc từ năm 1984. Nếu quý vị có nhu cầu về chứng hôn nhân, xin liên lạc ông Đoàn Việt Trung qua số 0400 466 848. Xin lưu ý, theo luật của Úc, nếu muốn ký hôn thú phải báo trước 1 tháng. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt TV Australia, thị trường nhân dụng tại Úc đang có nhiều sóng gió khi mà cơ quan chính phủ là Service New South Wales tuyên bố sa thải hàng ngàn người. Trong khi đó, tập đoàn truyền thông số 9 cũng vừa có tuyên bố tương tự nhằm cắt giảm chi phí hoạt động. Trong lĩnh vực gia cư, mặc dù giá thuê nhà vẫn đắt đỏ, nhưng hiện tỷ lệ nhà trống cho thuê đang trên đà gia tăng và đây là điều tích cực cho thị trường nhà ở. Trong đời sống hàng ngày, lãnh đạo cộng đồng tại Bắc Úc đang tìm kiếm nguyên nhân của sự nổi loạn trong thành phần thanh thiếu niên khiến Alice Springs bị giới nghiêm trong 72 tiếng đồng hồ. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Ba, ngày 9 tháng 7 năm 2024 của VietTV Australia. Đầu tiên là tin về thị trường nhân dụng. Cơ quan chính phủ Service New South Wales cắt giảm hàng loạt nhân sự. Hàng ngàn công việc trong cơ quan chính phủ Service New South Wales sẽ bị cắt giảm. Động thái đầu tiên trong số các hoạt động nhằm tái cơ cấu dịch vụ công cồng kềnh của tiểu bang. Service New South Wales được coi là nhà tuyển dụng lớn nhất nước Úc với số lượng nhân viên là 453.210 người vào năm 2023. Con số này tượng trưng cho 1/10 dân số ở New South Wales. Tuy nhiên, giữa cuộc khủng hoảng về ngân sách, khoản nợ kế thừa khổng lồ từ chính phủ liên đảng tiền nhiệm và tình trạng bất ổn kinh tế dài hạn, chính phủ lao động Chris Minns đang chuẩn bị khởi động một loạt biện pháp nhằm cắt giảm dịch vụ công. Service New South Wales là cơ quan chịu trách nhiệm về sinh hoạt, từ đăng ký xe, làm giấy khai sinh, giấy khai tử, làm hôn thú, cũng như những hỗ trợ khẩn cấp liên quan đến những thảm họa thiên nhiên. Với quy mô quá rộng lớn này, nên Service New South Wales sẽ là cơ quan chính phủ đầu tiên trải qua một cuộc tái cơ cấu lớn bằng cách cắt giảm số lượng nhân viên ở mức đáng kinh ngạc. Phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Khách hàng, ông Zihad Jeep cho biết sự tái cơ cấu này là cần thiết sau vài năm số nhân viên của Service New South Wales đã có sự tăng trưởng đáng kể để phục vụ cho đại dịch COVID-19 vừa qua. Ông Zihad Jeep cho biết khoảng 4.950 nhân viên đã được Service New South Wales tuyển dụng trong thời gian đại dịch. Và đây là những vị trí cần tái cơ cấu vì nhu cầu khách hàng hiện không còn cao như trước. Cũng theo lời ông Zihad Jeep, thì những thay đổi của Service New South Wales chủ yếu sẽ tác động đến các nhà thầu tư nhân, nhân viên tạm thời và nhân viên được điều động để hỗ trợ các chương trình kích thích COVID-19 hiện đã hoàn thành. Tuyên bố này cũng phù hợp với những tuyên bố của Đảng Lao động trong cuộc bầu cử tiểu bang hồi năm ngoái, khi lao động cam kết sẽ giảm 15% số nhân viên trong lĩnh vực công. Ngoài ra, chính phủ Chris Minns còn cho biết sẽ giảm 25% vai trò điều hành cấp cao ở các phòng ban để giảm hạ chi phí vận hành bộ máy công quyền tại New South Wales. Số lượng công việc toàn thời gian trong khu vực công của New South Wales năm ngoái đã tăng 4,7% so với năm 2022, với thêm 17.265 người được tuyển dụng chỉ sau 12 tháng, trong khi mức lương trung bình được trả là 95.984 đô la một năm. Cũng tin về nhân dụng, thêm nhiều vụ sa thải hàng loạt tại tập đoàn truyền thông số 9. Tập đoàn truyền thông số 9, tức là Channel 9,
vừa xác nhận thông tin sẽ cắt giảm hàng chục vị trí làm việc trong nỗ lực cắt giảm chi phí. Điều này có thể sẽ khiến 5 tòa soạn ở Úc phải đóng cửa hoàn toàn. Thông tin này đã được chính thức loan tải vào sáng hôm qua thứ Hai, sau khi có thông tin rò rỉ cho rằng Chủ tịch công ty Pedestrian Group, ông Matt Rowley, sẽ rời đi như một phần của cuộc tái cơ cấu lớn, trong khi có tới 40 công việc sẽ bị loại bỏ, tương đương gần một nửa lực lượng lao động của cơ quan này. Ngoài ra, tờ Sydney Morning Herald còn cho biết là Channel 9 cũng đang lên kế hoạch chấm dứt các thỏa thuận mà công ty mẹ là Pedestrian đã thực hiện với 5 ấn phẩm bao gồm Vice, Refinery29, Gizmodo, Lifehacker và Kotaku. Dự kiến, hoạt động của các cơ quan truyền thông này tại Úc sẽ ngừng hoạt động sau khi thỏa thuận kết thúc và hầu hết nếu không phải tất cả nhân viên sẽ bị sa thải. Thông báo này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Channel 7 và tập đoàn truyền thông News Corp cũng công bố tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của họ. Tin từ news.com.au cho biết Pedestrian Group đang tuyển dụng khoảng 100 người và dự kiến sẽ chỉ giữ lại từ 25 đến 40 người mà thôi. Điều này có nghĩa là hơn 50% nhân viên của Pedestrian Group sẽ bị sa thải. Pedestrian là một công ty con trong hệ sinh thái của Channel 9. Tuy nhiên, đây không phải là tin xấu duy nhất của tập đoàn truyền thông này. Vào tuần trước, Channel 9 đã công bố nhiều đợt cắt giảm việc làm hàng loạt ảnh hưởng đến các bộ phận khác của doanh nghiệp, mà tổng cộng sẽ có 200 nhân viên đang có nguy cơ bị sa thải, trong đó có 90 việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến bộ phận báo chí là Nine Publishing. Giám đốc điều hành của Nine, Mike Nisby, hiện đang phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề vì đã không có mặt tại thời điểm công ty tuyên bố sa thải nhân viên. Thay vào đó, ông đang đi nghỉ mát ở Hy Lạp. Tin đời sống đắt đỏ, người Úc đối diện với nỗi đau về thuê nhà đang có nhiều hy vọng. Nhiều vùng ngoại ô ở Úc, nơi các hộ gia đình đang phải đối mặt với áp lực nghiêm trọng về việc khan hiếm nhà cho thuê. Thế nhưng hiện đang có những dấu hiệu cho thấy những áp lực này đang bắt đầu giảm hạ tại một số khu vực. Theo chỉ số về nỗi đau thuê mướn, tức là RentPan, từ các nhà phân tích bất động sản Urban Trends, thì tỷ lệ các vùng ngoại ô trên toàn quốc bị khan hiếm nhà cho thuê nặng nề đã tăng từ 72,25% trong tháng 6 lên thành 72,90% trong tháng 7. Điều đó được thúc đẩy bởi sự gia tăng ở Queensland, tăng từ 80,98% của bang lên 81,22%, và Nam Úc tăng từ 79,85% đến 80,15%. Báo cáo Urban Trends này đã kêu gọi các biện pháp can thiệp có mục tiêu để giải quyết các vấn đề về khả năng chi trả, đồng thời cũng lưu ý rằng giá thuê không thể chấp nhận được hiện đang gây tác động tiêu cực trên toàn bộ nền kinh tế, vì người thuê nhà không còn tiền để chi tiêu cho các dịch vụ khác. Theo ông Ken Lanner, rất ít chính phủ đưa ra chính sách nhằm giảm chi phí thuê nhà trong ngắn hạn. Thay vào đó, chủ yếu tập trung vào mục tiêu quốc gia là xây dựng 1,2 triệu ngôi nhà trong 5 năm để tăng nguồn cung. Mặc dù bức tranh tổng thể cho thấy thị trường nhà cho thuê vẫn đang trong tình trạng khan hiếm, thế nhưng vẫn có một số tia hy vọng mong manh trong báo cáo này. Đó là số vùng ngoại ô ở New South Wales, Victoria, Tây Úc và đặc biệt là Tasmania đang gặp khó khăn về tiền thuê nhà đều đang trên đà giảm hạ. Trong khi tỷ lệ nhà trống cho thuê thì ghi nhận sự gia tăng bất ngờ ở các vùng ngoại ô như Marrickville, khu vực phía tây Sydney cũng như nội thành Melbourne và Sydney CBD. Tuy vậy, ông Ken Lardner nhấn mạnh, những dấu hiệu ban đầu về việc giảm áp lực nhà thuê không có nghĩa là thị trường cho thuê đã trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thực tế, giá nhà thuê vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại, là gánh nặng lớn nhất đối với các hộ gia đình. Tiếp tục tin đời sống đắt đỏ, giá bơ tức là butter đã tăng cao kỷ lục. Giá bơ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục, theo ngân hàng Rabobank. Nông dân chăn nuôi bò sữa, Úc khó có thể kiếm được tiền, trong khi người tiêu dùng sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Giá bơ bán sỉ tại Úc đã tăng khoảng 35% trong năm nay, và lần đầu tiên đã vượt quá 10.400 đô la một tấn, tương đương 7.000 Mỹ Kim. Mặc dù Úc Châu có ngành công nghiệp sữa nội địa tương đối lớn, thế nhưng điều chớ trêu là nước Úc lại là nước có tỷ lệ nhập khẩu bơ ở mức kỷ lục hồi năm ngoái, là 47.500 tấn. Theo chuyên gia của Rabobank, Michael Harvey, thì một loạt vấn đề về cung và cầu đã đẩy giá bơ toàn cầu lên chưa từng có. Theo ông Harvey, thì tại Bắc bán cầu, đặc biệt là tại châu Âu, hiện bước vào thời kỳ cao điểm tiêu thụ các sản phẩm có hàm lượng chất béo cao như kem vì đang là mùa hè nóng bức,
khiến thị trường cung cấp bơ trở nên khan hiếm. Trong khi đó, Úc Châu lại là nước nhập khẩu ròng, nên người tiêu dùng cần phải chuẩn bị tinh thần cho giá bơ cao hơn khi đi mua sắm. Ông Harvey cho biết, giá bơ đắt đỏ cũng sẽ là vấn đề đau đầu đối với một số nhà sản xuất thực phẩm và bánh mì, vì họ sẽ phải chuyển sự đắt đỏ này sang cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, nông dân chăn nuôi bò sữa Victoria cho biết, mặc dù giá bơ cao kỷ lục, nhưng nghiên cứu cho thấy khoảng 500 triệu đô la sẽ không lọt vào túi của nông dân chăn nuôi bò sữa trong mùa này, sau khi các nhà chế biến sữa giảm hạ giá sữa từ 10 đến 16%. Tin từ Bắc Úc, các nhà lãnh đạo tìm kiếm nguyên nhân về sự gia tăng tỷ lệ tội phạm. Các nhà lãnh đạo cộng đồng tại Alice Springs hiện đang thúc đẩy chính phủ và các tổ chức có nhiệm vụ chống lại những kẻ gây ra tội phạm phải có trách nhiệm giải trình sau khi một loạt các vụ tấn công bạo lực đã khiến thành phố này bị áp dụng lệnh giới nghiêm trong 3 ngày. Lệnh giới nghiêm kéo dài 72 giờ do Ủy viên Cảnh sát lãnh thổ phía Bắc tuyên bố ngày hôm qua thứ Hai, thì người lớn và trẻ em bị cấm vào trung tâm thị trấn từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng mỗi đêm. Các trường hợp miễn trừ áp dụng cho những người chạy trốn bạo lực gia đình, thăm gia đình, chăm sóc, làm việc hoặc mua thực phẩm từ nhà hàng thức ăn nhanh. Lệnh giới nghiêm mới nhất được đưa ra do một loạt vụ bạo lực, trong đó có một vụ một nhóm khoảng 20 thanh niên đã tấn công 4 cảnh sát khi nhóm cảnh sát này đang làm nhiệm vụ vào sáng sớm Chủ nhật. Bà Catherine Liddle, giám đốc điều hành của SNAICC, cơ quan cao nhất dành cho trẻ em thổ dân và người dân đảo Torres Strait cho biết, bà rất thất vọng khi một lệnh giới nghiêm thứ nhì được áp dụng chỉ vài tháng sau khi lệnh giới nghiêm kéo dài 3 tuần đối với thanh thiếu niên kết thúc ở Alice Springs. Theo bà Liddle, thì cộng đồng tại Alice Springs không muốn thấy một lệnh giới nghiêm đột ngột như thế này. Thay vào đó, cảnh sát và các cơ quan chức năng nên đưa ra các biện pháp can thiệp cần thiết để giữ an toàn cho cộng đồng. Cũng theo bà Liddle, thì chính phủ liên bang trước đó đã cam kết tài trợ 250 triệu đô la cho các chương trình nhằm ngăn chặn bạo loạn tại Alice Springs trong 4 năm. Thế nhưng cho đến nay, thì cộng đồng tại thành phố này vẫn chưa có thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào về các giải pháp mà chính phủ lãnh thổ phía Bắc đã nêu ra trong những cuộc họp khẩn cấp với cộng đồng trong thời gian vừa qua. Cuối cùng là tin về một đợt không khí lạnh mới vừa xuất hiện tại Úc. Hàng triệu người trên khắp khu vực bờ đông nước Úc đang được cảnh báo sẽ đối diện với một đợt không khí lạnh buốt từ cuối tuần này do luồng khí lạnh từ Nam Cực. Theo thông tin từ nhà khí tượng BOM, thì không khí lạnh được dự báo sẽ quét qua Victoria, miền nam của tiểu bang New South Wales, cũng như lãnh thổ thủ đô ACT, Tasmania và một phần Nam Úc từ thứ Bảy cho đến ít nhất là giữa tuần tới. BOM cho biết, nhiệt độ tại khu vực bờ đông trong những ngày sắp tới sẽ thấp hơn mức trung bình từ 2 đến 4 độ C vì những cơn gió mạnh do hệ thống áp suất thấp ở biển Tasman gây ra. Ngoài ra, những cơn gió mạnh dự kiến sẽ mang không khí lạnh đến tận phía Bắc, tới đông nam Queensland vào cuối tuần tới. Trong khi đó, các vùng hẻo lánh ở Nam Úc, New South Wales và Queensland đã hứng chịu một lượng mưa lớn cuối tuần qua. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.